Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Thưa quý khán giả, nghệ sĩ Quách Thu Phương từng được mệnh danh là giai nhân màn ảnh Việt bởi chị sở hữu nhan sắc dịu dàng, vừa thanh tú vừa kiêu sa, phảng phất đâu đó những nét buồn ưu tư và hoài niệm. Nhiều năm trước thì Quách Thu Phương là một trong những cái tên rất hot trên màn ảnh nhỏ với hàng loạt những vai diễn đã đi vào lòng công chúng. Thế nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì diễn viên Quách Thu Phương lại đột ngột ở ẩn. Và hơn 10 năm sau, Quách Thu Phương trở lại với sàn diễn, đảm nhận những vai chính trong vở kịch Dưới cát là nước và đoạt luôn huy chương vàng trong liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ tư. Và mới đây nhất là vai diễn bà Xuân trong bộ phim Hương vị tình thân đã được rất nhiều các khán giả đón nhận. Và mỗi lần mà bà Xuân xuất hiện với cá tính vừa trẻ con nhưng lại luôn mang lại những sự hứng thú cho các khán giả. Và trong chương trình ngày hôm nay, cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Quách Thu Phương hứa hẹn sẽ mở ra rất nhiều những câu chuyện được bật mí đằng sau những vai diễn của chị. Đừng rời khỏi màn hình nhé, Phương Thúy sẽ quay trở lại ngay bây giờ thôi ạ. Quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ thì hãy cùng với Phương Thúy chúng ta chào đón khách mời ngày hôm nay của chương trình, đó chính là diễn viên Quách Thu Phương. Và xin chào chị Thu Phương. Phương Thúy rất là vui vì ngày hôm nay được gặp chị ở đây và sắp tới chúng ta sẽ có những câu chuyện thật là thú vị để chia sẻ với khán giả. Chào Phương Thúy. Thu Phương xin chào khán giả của Tám Phim. Phương Thúy nhìn thấy chị ở trên những thước phim thì thấy chị ở ngoài thực sự là trẻ hơn phim rất là nhiều. Và thấy được rằng là chị cũng có một cái nguồn năng lượng cũng cực kỳ là tích cực nữa. Khi mà ngày hôm nay Tám Phim mời chị tới thì cũng hy vọng rằng là chị Phương sẽ chia sẻ thật là nhiều những câu chuyện là liên quan tới những vai diễn, liên quan tới cuộc sống cũng như là nguyên một chặng đường thanh xuân của chị gắn bó cùng với lại điện ảnh, cùng với lại truyền hình. Mong rằng là chị Phương cũng sẽ thật là thoải mái để có thể mang những câu chuyện tới cho khán giả. Nghe Phương Thúy nói chị đã thấy nó rất là dài thế đấy. Chị Phương thân mến, khán giả dạo gần đây thì biết tới chị thông qua bộ phim truyền hình cực kỳ là hot hit, đó chính là Hương vị tình thân với vai diễn bà Xuân. Thì hiện tại cảm xúc trong chị đang như thế nào? Sau khi mà phim đóng máy này, sau khi mà phim kết thúc phát sóng này thì lại có một cái cảm giác hụt hẫng và buồn và nhớ đến như thế. Thực sự có lẽ có lẽ là cái chủ đề phim nó đã là một cái gì đấy nó rất là kiểu nó gắn bó, gần gũi, thân thiết. Nó chính là Hương vị tình thân đấy. Có thể là trong quá trình làm cùng với nhau, sống trong một cái môi trường như thế, gần gũi, thân thiết như thế một thời gian rất là dài, không hề ngắn. Thế cho nên là tất cả mọi người đều có một cái tình cảm nhất định với nhân vật, với phim và với nhau. Với riêng chị Phương thì chị Phương đánh giá như thế nào với vai diễn này và đâu sẽ là điểm mà các khán giả cực kỳ thích ở vai diễn bà Xuân ạ? Thì đối với Phương thì cũng là một người mẹ, cũng là một người vợ, cũng là một người con. Khi mà tham gia thì cảm thấy là có cái gì đấy nó cũng là có mình ở trong đó. Và cái mà có lẽ là để cho khán giả cảm thấy thích ở Hương vị tình thân, nhất là nhân vật Xuân, thì có lẽ là nó rất nhiều màu sắc. Bởi vì là một người phụ nữ của gia đình nhưng mà lại cũng từ bỏ sự nghiệp từ rất là sớm, từ khi mà vẫn đang còn học, bắt đầu ngưỡng cửa đại học, thì đã từ bỏ tất cả các ước mơ của mình, chỉ đóng khung trong một cái thế giới nó rất là nhỏ. Ở đó là gì? Có mỗi chồng, có con, rồi mẹ chồng. Tức là một cái thế giới nó rất là nhỏ và vài ba người bạn. Thế cho nên là tất cả mọi cái nó sẽ từ cái hoàn cảnh đó nó sẽ định hình ra cái tính cách. Một mẹ Xuân mà phù phiếm này, nông nổi này, đúng rồi. Và có cái gì đấy nó rất là trẻ con này, rồi nó có một cái gì đấy mà nó ích kỷ. Sau khi trải qua rất là nhiều những cái biến cố, nhiều những cái mà đã xảy ra mà mình thì cái sự quay xe của mẹ Xuân ấy là cái sự mà khán giả cảm thấy rất là đáng yêu. Và có lẽ đấy là chính là cái nét mà khán giả yêu thích ở nhân vật Xuân này. Với hình ảnh của nhân vật Xuân ở trong bộ phim này thì với nhiều khán giả, không chỉ với riêng Phương Thúy mà cũng có lẽ là cũng sẽ gọi chị Quách Thu Phương là chị Xuân luôn. Với một nhân vật như vậy, với rất nhiều những cái tâm lý thay đổi, trong khi là chúng ta ở nhiều vị trí khác nhau, vừa là người mẹ, người vợ và cũng là một người con nữa. Và trong bộ phim này Phương Thúy để ý rằng là rất nhiều các tập phim khi mà chị Quách Thu Phương diễn cùng với lại nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh thì trong vai bà Dần, tức là có rất là nhiều cảnh xô xát này, rồi mẹ Dần khi mà bị mất trí nhớ là lao vào đánh này, rồi rất là nhiều cái cảnh mà phải chịu đòn như vậy, chắc chắn là chị Phương đã phải hy sinh rất là nhiều cho vai diễn đúng không ạ? Nói về hy sinh thì thực ra thì
có lẽ là với nghề nào cũng sẽ có phải cái sự hy, có một sự hy sinh nhất định. Thì Phương không cho đấy là một cái sự hy sinh, mà nó là một công việc mà mình làm, và đấy là cũng là cái yêu cầu và mỗi một diễn viên đều phải coi như phải trải qua và phải làm cái việc đó. Thì Phương nghĩ rằng chỉ có điều là đúng là chưa có phim nào mà Phương bị vùi dập như cái phim này. Phương có nói với anh Dũng rằng anh ạ, em chưa bao giờ cả đến giờ này làm phim thì có lẽ là đây là lần đầu tiên mà em bị vùi dập nhiều nhất. Có những hôm về phải thuộc quả thật là có những hôm về rất là đau đầu lắm. Và tóc thì rụng rất là nhiều. Thì trước mỗi cái cảnh quay như thế thì chị Quỳnh cũng rất là ngại. Ở ngoài đời thì gọi là chị Quỳnh. Nhưng mà trong phim thì là mẹ con. Thì chị Quỳnh cũng rất là ngại. Thì Phương cũng có nói với chị Quỳnh là chị cứ làm đi, chị cứ làm cho để sao cho nó có hiệu quả nhất. Nó chứ đừng ngại, bởi vì đây là công việc mà. Chúng ta đều là vì công việc cả mà thôi. Thế cho nên là quả thật là sau cái cảnh đấy về thì đau hết cả đầu, da đầu, rồi tóc thì rụng. Tôi nghĩ rằng là đó sẽ là những cái sự hy sinh rất là xứng đáng. Và khi mà khán giả họ cảm nhận được cái nội dung cũng như là thông điệp mà bộ phim muốn gửi đến thì là chúng ta đã thành công rồi. Và nếu như mà ở ngoài đời, Phương Thúy sẽ hỏi một câu ngoài lề một chút, không biết có bao giờ chị Xuân gặp phải những cái trường hợp như vậy, hay là xung quanh chị Xuân có những cái trường hợp như vậy không? Thì trong những cái lúc đó thì mình sẽ xử trí ra làm sao, sẽ như thế nào? Thực ra thì Phương thì ở ngoài đời thì Phương không gặp phải. Nhưng mà Phương nghĩ là ở cuộc sống đời thường thì sẽ có, thậm chí có nhiều và thậm chí còn hơn như thế. Nhưng mà nếu là Phương ở trong hoàn cảnh đấy ngoài đời thì Phương nghĩ là bởi vì sao? Đấy là một người mẹ, một người đã lớn tuổi rồi. Và không phải là người ta chủ định trong làm cái việc đó, mà người ta chỉ là vô ý thức trong cái việc là bị bệnh, bị lẫn, và người ta nhầm lẫn cái việc đó. Tức là đấy là bị bệnh chứ không phải là do người ta tỉnh táo mà người ta cố tình làm. Thì Phương nghĩ là cái việc đó thì sẽ cũng sẽ giống như mẹ Xuân, đó là sự im lặng. Và để cho mẹ, tức là để xả cái việc đó và sẽ quên dần đi rồi nó sẽ qua thôi. Bởi vì cái đó nó sẽ không phải là nó là liên tục thường xuyên, mà nó chỉ là những khoảnh khắc. Thì Phương nghĩ là nếu mà Phương ở ngoài đời thì có lẽ cái sự cái khoảnh khắc đó thì cũng sẽ giống như mẹ Xuân thôi, chứ cũng chẳng biết làm thế nào được. Và chắc hẳn là với tất cả những vai diễn mà chị Phương từng thể hiện từ quá khứ cho tới giờ, với rất rất nhiều những vai diễn đã thành công, thì Phương Thúy nghĩ rằng là khán giả cũng đón nhận chị rất là nhiều. Và trong một khoảng thời gian khi mà chị Phương đang ở trong một cái thời kỳ đỉnh cao cùng với điện ảnh, cùng với truyền hình, thế nhưng mà lại có một cái điểm dừng. Theo như Phương thì nhớ thì là vào năm 2009, và các khán giả thì cũng ít thấy chị xuất hiện trên truyền hình hơn. Vậy thì sau cả một cái khoảng thời gian như vậy và khi quay trở lại thì cái tâm lý hay là những cái cảm xúc của chị như thế nào? Và chị có thể lý giải một chút lý do vì sao mà mình lại có cái quyết định tạm nghỉ như vậy trước khi mà quay trở lại với nghề hay không ạ? Cảm ơn Phương Thúy đã quan tâm và thậm chí là còn biết được năm nào chị dừng lại. Thực ra thì đúng, đến năm 2009, tức là sau khi mà Phương tham dự cái liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc thì là Phương dừng lại. Tức là năm đấy là Phương tham gia với vợ Kiều Loan và cũng đoạt huy chương vàng. Thì sau đó thì Phương dừng lại. Năm đó cũng là năm mà Phương định làm danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thì nhưng mà gần như đã dừng lại là dừng lại hết, sẽ không làm nữa. Bởi vì thực ra cái dừng lại này thì nó cũng không có lý do gì ghê gớm. Thì thực ra là bởi vì Phương có hai bé. Bé đầu tiên thì đấy, nói ra một chút về cái việc là tại sao lại nghỉ. Thì ngày xưa khi mà làm cái cuộc để dành, năm đó là năm 1998, lúc đấy là sinh bé đầu tiên. Thì là lúc đấy là Phương phải đi rất là nhiều, sinh bé được 2 tháng xong thì đi. Thì đi cho nên là con thì còn rất là nhỏ, mà con khát sữa, mẹ thì đi từ sáng, từ 5 rưỡi sáng đến tận 1, 2 giờ đêm mới về. Thế cho nên là cái quãng thời gian mà Phương dành cho con rất là ít. Rồi lại cái chuyện là đi diễn, sau khi đó lại đi diễn. Đi diễn thì có những hôm, có những lần đi là nó mất khoảng nửa tháng hoặc 1 tháng. Về thì lúc đấy con còn rất là nhỏ, lúc đấy bé Phương Chi mới được khoảng chưa đến 1 tuổi. Thế cho nên khi về là con không nhận ra mẹ. Tức là một cái quãng thời gian mà Phương, có lẽ là Phương sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác mà người mẹ mà về mà con không nhận ra. Cảm thấy nó tủi, mà nó buồn, mà nó có nhiều cái cảm xúc mà nó có lẽ là chỉ có những người mẹ
mới có thể hiểu. Xa con thì sẽ cảm nhận được cái điều đó rất là rõ. Và cho đến khi đến bé thứ hai thì lúc đấy là Phương mới quyết định là dành nhiều thời gian cho con hơn, vì khi bé đầu mình con đã phải chịu cái việc xa mẹ rất là nhiều. Thế cho đến bé thứ hai thì Phương có dừng lại, và cái dừng lại này thì nó cũng có rất là nhiều cái vấn đề, nhiều cái mà mình phải đắn đo suy nghĩ để đi đến được cái quyết định đó. Thực sự là nó rất là khó khăn. Muốn dành thời gian cho con nhiều hơn vì không muốn là bé thứ hai cũng giống như bé đầu. Thế cho nên là Phương dừng lại là vì gia đình, vì con cái. Thì Phương nghĩ là với bất cứ một người phụ nữ nào thì cái việc vì với gia đình họ cũng luôn đặt lên đầu tiên. Thì lúc đó là Phương dừng lại tất cả mọi cái sự nghiệp để quay lại làm người phụ nữ của gia đình. Khi sau 13 năm, chính thức là 13 năm thì Phương quay lại là với phim, quay lại thực ra là với là sân khấu trước. Thì Phương tham gia với một cái vở là Dưới cát là nước, liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế thì cũng huy chương vàng. Và tức là Phương luôn luôn trong tâm niệm là ưu tiên sân khấu trước vì mình là xuất thân từ sân khấu. Thì sau đó thì mới làm phim, sau đó là có duyên với phim Đừng Mất Em Phải Quên của đạo diễn Vũ Minh Trí. Cái cảm xúc của quay trở lại nó cũng có một cái gì đấy nó hồi hộp, có cái gì đấy nó như kiểu vỡ òa ra là mình đã kiểu là bao nhiêu lâu rồi mình mới được quay trở lại. Khi mà sau cả một cái quãng đường mà chị Phương cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công với những giải thưởng, và khán giả thì cũng rất hay gọi chị Phương và đặt cho chị Phương một cái nickname, một cái biệt danh là mỹ nhân không tuổi. Đó, khi mà chị Phương trở lại với những vai diễn mà khán giả sẽ thấy rằng là chị Phương rất trẻ, chị Phương vào vai những người mẹ, thế nhưng mà với những cái nét thanh xuân, chị Phương có bí kíp gì để có thể giữ vững được cái thanh xuân mà luôn luôn tươi mới như vậy và luôn luôn trẻ trung như vậy không ạ? Trước kia thì có lẽ là nhiều người gặp Phương thì sẽ nói là trông Phương rất là già hơn so với tuổi rất nhiều. Và có một câu chuyện này nhá, mà nói thật là đến bây giờ không thể quên được, sau bao nhiêu năm Phương không thể quên được, đó là gì? Lúc đấy là mới có 26 tuổi thì đi diễn, đó là diễn ở Huế. Thế là có một chị khán giả, chị mới đến, ôi sao mà em xinh thế, sao mà chị xinh thế, sao mà chị trẻ lâu thế, thì đã đang thích rồi, thích lắm rồi. Thì thấy chị khen như thế, xong rồi bảo là em à, mặc dù chị thì mình không dám đoán tuổi, nhưng chị phải hơn Phương khoảng lúc đấy, nếu mà so với tuổi phải hơn Phương khoảng 20 tuổi. Thì bảo, em ấy, em xem phim của chị từ lúc em còn bé tí. Xong rồi vẫn đang chờ tiếp câu hỏi, câu tiếp tục của chị. Chị bảo là chị ơi, thế năm nay chị đã 50 chưa? Ôi trời. Không, lúc đó Phương nghĩ rằng là chắc là khán giả đó của chị Phương là chắc là nghĩ đấy là tuổi của các nhân vật. Không, thế chị mới buồn chứ em. Rất rất là buồn, bởi vì lúc đấy bảo là chị ơi, chị có thể nói lại, nhìn lại em, và chị có thể cho em xin một câu nữa về tuổi của em được không? chị vẫn không, em xem phim chị từ lúc em còn rất là nhỏ, em thấy chị trẻ quá, chị năm nay đã 50 chưa? Được rồi, là thôi đấy, không còn gì để nói nữa rồi. Trong cái quãng thời gian mà Phương nghỉ ở nhà ấy, thì Phương, cái sức khỏe của Phương cũng gặp một số vấn đề, và thậm chí đã từng có những lúc rơi vào những cái lúc giống như mình bị stress ấy, nặng đấy. Thì là Phương nghĩ là nếu mà cứ để như thế này mãi thì cũng không tốt. Thế cho nên là Phương đã tìm đến một cái phương pháp, đó là yoga, để giải tỏa tất cả mọi cái vấn đề. Cái phương pháp này thì là Phương cũng đã biết được từ rất lâu rồi, nhưng mà vì công việc, vì bận rộn, mình không có thời gian để đến với nó. Thì đây có lẽ là cơ hội, cũng là một cái nhân duyên, cũng là một bí quyết để Phương giữ được cái form, cũng như là như mọi người khen là trẻ đó. Đấy, đây cũng là một cái bí kíp mà Phương Thùy hy vọng rằng là quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta đang có những cái mong muốn được thay đổi về mặt vừa là tâm lý vừa là về mặt thể chất nữa, thì hoàn toàn có thể thử giống như là chị Phương. Chúng ta quay trở lại ngược thời gian một chút xíu, khi mà ban nãy Phương Thùy còn thấy chị đề cập tới vai diễn trong bộ phim Của Để Dành. Trong bộ phim đó thì hình như là vai diễn Lan. Thì đây là một vai diễn chắc chắn, theo như Phương Thùy nghĩ, với bộ phim Của Để Dành thì cũng đã rất là thành công với các khán giả từ ngày đó cho tới bây giờ rồi. Thì với chị Phương, vai diễn này để lại cho chị những cái ký ức như thế nào? Cảm ơn em đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì với Của Để Dành, nó không phải có một mà cũng có rất là nhiều những kỷ niệm, mà có lẽ nó gắn với lại cả một cái quãng thời gian mà tuổi trẻ của Phương đấy. Đúng là Của Để Dành đến bây giờ, có lẽ mọi người nhắc đến Thu Phương vẫn nhắc đến Của Để Dành, chứ không phải là nhắc đến một cái phim nào đó hoặc như một nhân vật nào đó, mà vẫn nhắc đến Lan trong Của Để Dành. Với một bộ phim cũng là về đề tài gia đình,
Mà Phương thì trong phim đó cũng là một nhân vật là một cô con dâu, và với một cá tính cũng khá là mạnh và cũng là chảnh, cũng là đỏng đảnh, rồi cũng bởi vì tiểu thư mà sinh ra trong một gia đình cũng khá là đầy đủ. Thế cho nên là cái nhân vật đấy, nếu mà so sau gần đấy năm, 23 năm, 24 năm đấy, thì có lẽ hơi có cái gì đấy nó cũng na ná với cái bà Xuân trong Vị Tình Thân. Với nhân vật Lan trong Của Để Dành thì thực sự là Phương có rất là nhiều những cái kỷ niệm. Có lẽ là kỷ niệm không phải là về nhân vật thì không nói, lần đầu tiên thì Phương được làm một cái nhân vật mà cá tính hoàn toàn là khác mình. Một cái nhân vật mà tiểu thư rồi này nọ kia, mặc dù Phương không sinh ra không phải là một nàng tiểu thư, một cô tiểu thư gì cả. Chỉ một trong một gia đình bố mẹ là cán bộ bình thường thôi, cũng khá là vất vả. Thì đấy là những cái mà Phương rất là ấn tượng với cái nhân vật Lan mà khi mà thực hiện cái cảnh quay. Còn nói bên lề một chút về những cái kỷ niệm thì có lẽ là khi làm phim đó ấy, lúc đấy Phương đi là không có xe máy đâu. Cũng vất vả. Sau đó thì đi rất là vất vả. Thế là đạo diễn Đỗ Thanh Hải ấy mới cho mượn. Ngày xưa cái Viva là nó là nhất là rồi đấy. Lắm luôn rồi mà đạo diễn Đỗ Thanh Hà gần như là lúc đấy là nhường hẳn cái xe đó cho Phương để Phương quay suốt trong cái quãng thời gian đó. Nó lại còn gặp vấn đề nữa là phim quay từ sáng và đến khuya, rất là khuya, khoảng 1 giờ đêm về, mà lúc đấy thì đâu có nhộn nhịp như bây giờ đâu. Ngày xưa ở trong kia đường nó đường Láng Thượng rồi là trong Hà Đông nó rất là vắng vẻ. Thì có một hôm trên đường về thì Phương gặp một chuyện như này, đó là về rất là khuya, 1 giờ đêm. Một giờ đêm mà đường lúc đấy nó vắng, không một ai trên cái quãng đường đấy, duy nhất chỉ có một mình Phương. Thì Phương lúc đấy là quần áo, phục trang không như bây giờ là có người giữ cho mà phải cầm để ở giữa đùi này, xong phóng xe. Bạn ấy giật túi của Phương. Giật nhưng mà không giật được bởi vì Phương kẹp ở giữa đùi, không giật được. Xong mà lúc đấy là sợ lắm rồi vì có một mình thôi, sợ lắm. Thế là bạn ấy giật, không giật được. Thì bạn ấy tưởng là lúc ấy mình sẽ hét lên là có cứu. Nhưng mà thực sự lúc đấy đường vắng không có ai. Phương cũng không thét được vì á khẩu phải cứng hết cả người, lại run bùn rủn. Nhưng mà đường vắng không thể dừng lại được, vẫn tiếp tục phải đi. Thì bạn ấy đi đến ngã tư Sở. Lúc đấy là ngã tư Sở cũng rất là vắng. Thì bạn lại giật một lần nữa. Giật một lần nữa nhưng bạn lần này thì bạn giật được. Nhưng mà lúc đấy thì mình thực sự là sụp xe đổ và sụp luôn và tức là bùn rủn sợ quá rồi và thậm chí không hét được. Thì bạn ấy giật xong bạn đứng lại bạn nhìn nó giống như có một cái sự thương hại, giống như là gặp một cái hoàn cảnh nào đấy mà họ không nỡ ấy. Thì bạn ấy dừng lại xong rồi bạn ấy không lấy nữa, vì lúc đấy thực ra cái đấy nó cũng chẳng có cái gì ngoài quần áo đây, thì bạn cũng không biết ở trong đấy có cái gì đâu, bạn chỉ giật thôi. Thì bạn dừng lại, bạn nhìn thấy không, bạn trả lại và bạn đi. Thì đấy là những cái mà có lẽ Phương không bao giờ quên được. Thì khi về nhà thì thực sự là đấy là cái mà đấy lại làm cho Phương cảm thấy là có cái quyết định về sau này mà tại sao lại có cái điểm dừng trong một quãng thời gian, trong khi mà đang ở cái gọi là mọi người nói là đang ở đỉnh cao nghề đấy. Thì khi mà về thì con thì nhớ mẹ, khát sữa khóc. Mẹ lúc đấy là ở với lại gia đình nhà chồng, mẹ thì xót cháu, thương con, chỉ nói là tại sao bây giờ mới về này đó kia. Thực ra lúc đấy Phương không thể nói được cái gì cả, mà chỉ có nước mắt cứ chảy ra và ôm con khóc mà cảm thấy trời ơi sao lại, tức là sao nó lại cực như thế. Đã. Để thấy được rằng là các khán giả sẽ rất là ít khi mà có thể thấu hiểu được cho những người diễn viên của chúng tôi khi mà có những vai diễn, có những khoảng thời gian như vậy và chúng ta có lẽ là chúng ta hết mình với nghề và đâu đó có những khoảng thời gian chúng ta sẽ để gia đình lại. Đúng không ạ? Đó là đấy, đúng chính xác là như vậy. Có thể mọi người xem phim chỉ khác một khoảng thời gian ngắn với rất nhiều cảm xúc hỉ nộ ai ố rồi này nọ kia, nhưng mà phía sau được có những cảnh quay đó thì đó là cả một cái sự hy sinh đó. Nói thật sự nó là một sự hy sinh rất lớn. Lúc đó thì quả thật là bởi vì do cuộc sống nữa nó cũng còn rất là khó khăn cho nên là không thể dừng lại được, khi mà cũng biết là con nhỏ con như thế nhưng mà vì hoàn cảnh như thế mình vẫn phải đi làm. Thế cho nên vì mình cũng còn trẻ nữa, mình cũng phải làm một cái gì đó, phải khẳng định được một cái gì đó. Thế cho nên là nó cứ cuốn mình theo. Thì với Phương thì Của Để Dành có lẽ là một cái dấu ấn cả về nghề, dấu ấn cả về
cuộc sống của mình nữa. Và Phương thì thấy rằng là thông qua những lời chia sẻ của chị Phương thì thấy rằng chị Phương sẽ có một cái nghị lực rất là lớn để có thể cân bằng, để có thể vượt qua được mọi thứ. Và khi mà chị quay trở lại cùng với nghề thì mọi người hoàn toàn thấy được rằng là chị Phương giống như là một cú quay trở lại và còn tiến thậm chí rất là xa trên quãng đường đời, trên quãng đường nghề. Và cũng chúc cho chị Phương là sẽ có thêm thật là nhiều sức khỏe để chúng ta sẽ lại tiếp tục hết mình, sẽ mang cái nguồn năng lượng tích cực của mình thổi vào từng vai diễn và sẽ góp phần tạo nên những sự thành công cho các bộ phim mà chị Phương tham gia. Rất là vui và Phương Thúy nghĩ rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều các bạn trẻ. Cảm ơn Phương Thúy rất là nhiều. Và Phương cũng hy vọng là từ những cái câu chuyện của mình, từ những cái mà Phương đã trải nghiệm và chia sẻ thì hy vọng sẽ mang đến một cái nguồn cảm hứng nào đó đến với tất cả các bạn trẻ cũng như là đến tất cả mọi người. Vâng, và một lần nữa thì Phương Thúy xin được cảm ơn chị Phương rất là nhiều vì đã nhận lời mời tham gia chương trình và mang tới những câu chuyện rất là thú vị và kèm theo đó là cả ý nghĩa nữa. Và quý vị khán giả thân mến, tới đây thì thời lượng của 8 phim cũng đã khép lại rồi. Quý vị khán giả đừng quên khung giờ quen thuộc của 8 phim, đó chính là 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần để chúng ta cùng đồng hành với nhau, cùng có những câu chuyện thật thú vị, thật ý nghĩa trong khung giờ đó. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.